Quá trình để làm ra một hộp kem chuối như thế nào, có dễ làm hay không mà nhìn ngon và hấp dẫn như thế này thì cả nhà mình chắc chắn ai ai cũng biết rồi đúng không? Họ sẽ hướng dẫn thì xem xong chỉ có làm được thôi. Wow, nhìn kem chuối hấp dẫn quá. Hè này tụi nhỏ lại được học làm món kem thơm ngon dễ hiểu rồi. Bước 1, cả nhà sẽ cho vào nồi một muỗng bột năng, 200ml sữa tươi không đường rồi khuấy đều tay lên cho hòa tan hỗn hợp. Tiếp theo, cả nhà sẽ cho vào 100g sữa đặc cùng với lại 100ml nước cốt dừa. Cho vào đây thêm 2 hũ sữa chua không đường kèm với lại muỗng đường và tí xíu muối nữa là ok. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp nấu lửa vừa, khuấy đều tay lên cho đến khi nào hỗn hợp kem sánh mịn lại như thế này thì mình sẽ tắt bếp cho nguội rồi quay qua bước 2 nha. Bước 2 thì cũng rất chìa đơn giản. Cả nhà sẽ cắt chuối ra như Hoshi hướng dẫn trong clip là ok nè. Mình sẽ dùng khoảng 4-5 trái là xong. Mít thì cả nhà sẽ bỏ hạt rồi cắt hạt lựu ra như Hoshi hướng dẫn trong clip. Đó, đơn giản nghe không? Ai xem xong cũng có thể làm được. Mình sẽ chuẩn bị thêm một tô dừa bào sợi vừa và một tô đậu phộng rang sẵn bóc vỏ là ok. Bây giờ mình sẽ tới bước 3, tiến hành làm luôn cho nóng. Tiến hành làm luôn cho đông lạnh chứ lộn. Rải nhẹ lên khay một lớp dừa bào sợi rồi tiếp tục là một lớp chuối. Mình sẽ xếp thành lớp như vậy nè. Khâu này nhớ cho tụi nhỏ làm nha. Rải lên một lớp mít các hạt lựu rồi đậu phộng rang. Sau đó rưới lên đây một lớp nước cốt kem vừa ngập. Lưu ý là vừa ngập thôi nha. Rồi cả nhà sẽ tiếp tục như vậy thêm lần nữa. Hoshi đã nói rồi, hè này chú Hoshi sẽ tặng cho tụi nhỏ nguyên một dàn công thức món tránh miệng, món giải khát, mát lạnh, dễ hiểu, dễ làm. Tha hồ mà vào bếp đánh tan thời gian rảnh để làm những cái món ngon cho ba mẹ ăn luôn nha. Xong, lần hai này mình sẽ móc nước cốt kem lên cho ngập hơn cái lần một, gần bằng cái mí khay luôn các bạn nha. Rồi rải đều lên trên đây thêm mớ topping mít dừa đậu phộng. Ai thích ăn topping nhiều thì mình ăn riêng, chứ đừng có cho vào nhiều quá hoặc là ít hơn. Như vậy thì sẽ làm mất cân bằng của một hộp kem chuối ngon nha cả nhà nha. Mình sẽ đậy nắp lại, cho vào tủ đông rồi quay qua nấu cơm trưa. Ăn uống ngủ nghỉ làm giấc đến xế chiều chiều. Về rửa mặt rồi lấy hộp kem ra thưởng thức, cắt ra làm nhiều miếng mời những người mình yêu thương. Wow, đã quá, nhìn thôi là thấy thèm mà. Các bạn cũng có thể cắt nhỏ nhỏ ra như Hoshi hướng dẫn trong video trang trí nè. Đó, nhìn rất là lịch sự và bắt mắt luôn đúng không? Dĩa kem này mà dùng để tiếp khách cũng sang lắm đó nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử miếng nè. Ngon quá. Kem gì mà béo ngon ngọt dịu thơm phức, hòa quyện giữa cái hương vị trái cây, dừa và chuối. Lâu lâu cắn chút miếng mít ngon cực kỳ nữa. Béo béo ngọt ngọt vừa phải, không quá ngọt. Hạt đậu phộng thì đông đá giòn tan, tạo ra cho mình mỗi cảm giác không ngán mà mát lạnh đã thiệt chứ. Ok, chúc cả nhà thành công nha. Toàn bộ danh sách nguyên liệu để cả nhà đi chợ, đặc biệt là những cái loại gia vị dụng cụ mà Hoshi tin dùng mà cả nhà thường hay thắc mắc nhắn tin hỏi Hoshi á, mình cũng sẽ để thông tin tìm hiểu ở đây cho cả nhà luôn ha. À, đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha. Hẹn gặp lại. Wow, tập trước quá trời mấy anh chị em nhắn tin chụp hình món xôi xoài gửi qua khoe với Hoshi là ngon hết ý. Đặc biệt có một cô còn hối Hoshi ra thêm mấy công thức bánh chuối sớm sớm đi con. Chứ hũ sốt ăn kèm cô còn để tủ lạnh, để lâu giảm mất chất lượng nè. Ok, hôm nay Hoshi sẽ hướng dẫn cho cô và cả nhà luôn nha. Bước 1, cả nhà sẽ cho vào tô cho Hoshi là 600g chuối sim lột sẵn. Mang bao tay vào bóp cho nát ra. Lưu ý là đừng có nhuyễn quá nha cả nhà. Bóp vừa vừa thôi, lát nữa cắt bánh ra thì ngon với đẹp được. Đúng ra là thứ tư với thứ bảy với phát sóng tập nấu món hè, nhưng mà cô hối Hoshi quá cho nên hôm nay thứ năm đăng luôn cho đã nha. Xong, bước 2, cả nhà sẽ cho vào nồi quánh 100ml nước lọc và 100g đường tốt nốt. Nồi chảo Hoshi tin dùng bấy lâu nay thì cả nhà thích loại nào cứ vào tường nhà Hoshi lựa trong shop nha. Cứ vào đó là Hoshi chắc chắn 1000% sẽ tạo được cho mình một cái món quà gì đó thật là đẹp, thật là chất lượng để thưởng cho bản thân hay là thưởng cho những người thân ở trong gia đình thường hay nấu cho mình những món ngon nè. Bây giờ khuấy đều lên cho tan rồi, cả nhà sẽ chắc ra tô để nguội và cho vào đây thêm 100g bột gạo. Dùng cái đánh trứng khuấy đều lên cho hòa quyện vào nhau. Biết sao mà Hoshi không cho bột vào trước không? Sẵn tiện mình sẽ bật mí cho cả nhà cái mẹo luôn nè. Chuẩn bị nha. Đó, thấy không? Lắc cái là bột và nước sẽ hòa quyện vào nhau hết à. Nhanh gọn, quánh xíu xíu nữa là xong. Ok, bước 3, để đó rồi quay qua cho vào tô 200ml nước lọc kèm với lại 200g bột năng. Thường thường pha bột với nước thì ai ai cũng cho bột vào trước, nhưng theo cách này của Hoshi, cả nhà cứ cho nước vào trước, bột vào sau thì khuấy sẽ rất là nhanh tan, đặc biệt là không bị vón cục nè. Ok, mình sẽ lược ra ca rồi cho vào cái tô đường bột của bước 2. Một tay khuấy, còn một tay cho từ từ vào là chúng ta đã có được một hỗn hợp bột làm bánh chuối thiệt là ngon. Xong, mình sẽ cho hết 600g chuối sim đã bóp nhuyễn vào, khuấy đều lên cho hòa quyện rồi quét dầu đậu phộng hoặc là dầu thực vật vào quanh cái khuôn. Bước 4, đó, bây giờ cả nhà sẽ cho hết hỗn hợp chuối vào khay thủy tinh rồi cho vào nồi hấp đã sôi sẵn, đậy nắp lại hấp lửa vừa cho Hoshi khoảng 25 phút. Còn ai hấp nguyên mẻ như công thức này của Hoshi thì mình sẽ hấp khoảng 35-40 phút nha. Đó, cái nồi hấp này Hoshi thích lắm nè, chất lượng, bền bỉ và có thể dùng để nấu canh kho thịt, xịn hơn cả những cái nồi mà chuyên nấu bình thường luôn á nha. Tặng cho cái sản phẩm này một bóng tay. Wow, xong rồi nè. Bây giờ Hoshi sẽ ngắt xuống rồi để cho nguội qua bước 5. Cho vào nồi quánh 300
300ml nước cốt dừa kèm với lại 50g đường. Kèm thêm vào đây một muỗng bột gạo với lại 1/6 muỗng muối và 60ml nước lọc nữa là xong. Đó, nấu sốt đơn giản vậy thôi. Mình sẽ khuấy đều lên cho hòa tan hỗn hợp rồi bắt lên nấu lửa vừa vừa. Canh cho tới khi nào mà vừa bốc hơi lên sôi nhẹ nhẹ là tắt lửa ngắt xuống. Ok, bây giờ Hoshi sẽ lấy bánh chuối ra rồi cắt cho cả nhà xem nè. Quá ngon lành. Mình sẽ dùng dao nhúng nhẹ qua nước rồi cắt bánh cho đỡ dính nha. Hoặc là cả nhà có thể dùng dao thực vật quét lên cái dao của mình cũng được. Công thức này nhìn vậy thôi chứ hấp xong ăn hoài không hết đâu nha. Đó là Hoshi nói những gia đình nào kiềm chế ăn từ từ vừa đủ lại. Chứ đừng có thấy ăn xong ngon quá cả nhà rủ nhau ngày ăn 3-4 cử thay cơm. Thì chỉ một cử thôi là đã muốn hết rồi nha. Giờ mình sẽ trang trí ra đĩa theo phong cách cao cấp một xíu. Xếp đều bánh chuối lên đĩa rồi chan nước sốt lên. Rã đậu phộng bên còn bên kia là sốt với lại mè rang. Đĩa chơi chơi thêm vài cái lá dứa nhỏ nhỏ để trang trí cho đẹp nè. Đó, nâng tầm cái vẻ đẹp và hấp dẫn của cái món bánh chuối. Thậm chí là nhìn vào tinh tế hơn cả cái món xôi xoài Thái Lan hôm qua Hoshi làm nữa nha. Wow, cứ làm theo đúng công thức Hoshi hướng dẫn là đảm bảo ngon bá cháy liền nha. Đó, xong rồi nè, cả nhà thấy ngon không? Ăn miếng rồi. Hương thơm hòa quyện giữa chuối và dừa, mè rang, mềm mềm, dẻo dẻo giữa công thức chuối và bột. Đang nhai nhai cắn trúng hạt đậu phộng giòn giòn, thơm ngon bá cháy nữa. Ok, chúc cả nhà thành công nha. Toàn bộ danh sách nguyên liệu để cả nhà đi chợ, đặc biệt là những cái loại gia vị dụng cụ mà Hoshi tin dùng mà cả nhà thường hay thắc mắc nhắn tin hỏi Hoshi á, mình cũng sẽ để thông tin tìm hiểu ở đây cho cả nhà luôn ha. À, đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha. Hẹn gặp lại.